Chào các bạn. Bây giờ chúng ta qua bài Project tổng hợp quản lý khách hàng. Thì trong bài Project tổng hợp này, tôi muốn ôn tập lại những kiến thức liên quan đến lập trình cơ sở dữ liệu. À, cụ thể là chúng ta làm về Adonis, à, cũng như là phần ôn tập lại các cần trôn nâng cao và cái phần in ấn à, trong cái phần quản lý này. À, chi tiết chúng ta đọc mô tả như sau. Thứ nhất là à, chúng ta có mô tả về thông tin một khách hàng, gồm có mã, tên, giới tính, số điện thoại và loại khách hàng, bao gồm có bit và thường. Thì giao diện hiển thị là chúng ta sẽ dùng List View nhưng mà ở đây chúng ta yêu cầu phải nhóm theo cái vip và theo cái thường và có ai cần theo giới tính tức là nam thì theo hình nam nữ thì theo hình nữ đồng thời nó còn cho phép chúng ta thêm sửa xóa tìm kiếm in ấn trên giao diện này từ mô tả này chúng ta sẽ mở sql server lên để chúng ta thiết kế cơ sở liệu trước sau đó chúng ta sẽ mở visual để chúng ta tiến hành tạo logic ha bây giờ chúng ta làm bước đầu tiên đó là mở sql server lên chúng ta sẽ tạo một cơ sở liệu bấm chuột phải vào database chúng ta chọn là new database thì ở đây chúng ta sẽ đặt tên là cơ sở dữ liệu quản lý à, quản lý khách hàng ta sẽ chọn nơi lưu trữ ha chúng ta đừng để mặc định tại vì khi để mặc định lỡ mà chúng ta cài lại cái hệ điều hành thì nó có thể làm mất dữ liệu của ta đó thông thường chúng ta lên tại ổ d ổ nào đó khác ổ c để chúng ta cần lưu trữ nó lại Bấm ok ha thì chúng ta sẽ chờ cái uh, x server nó tạo một cơ sở liệu là cơ sở liệu quản lý khách hàng ta thấy không em có thể bấm vào bay chúng ta chọn refresh để nó sắp xếp lại theo đúng thứ tự à, uh, theo cái tên mà chúng ta đặt này, cơ sở liệu quản lý khách hàng ta thấy không? Rồi, ở đây chúng ta có phần table. À, theo mô tả thì chúng ta sẽ bấm chuột phải vào cái table, à, chúng ta chọn table. Chúng ta có những thông tin gì thế nữa là cái mã này. Mã khách hàng ví dụ ở đây thì để kiểu kiểu in. À, nhưng mà à, kiểu in thì chúng ta có thể thiết lập cái chế độ tự động hoặc là kiểu chuỗi cũng được. À ví dụ ở trong trường hợp này chúng để kiểu in thì chúng ta có thể nhập 12456. À, nhưng mà thông thường nếu mà để kiểu in thì chúng ta để tự động. Nhưng mà chúng ta nhớ là ở một các công ty thì cái mã khách hàng đó người ta có thể để kiểu in hoặc kiểu chuỗi. À, ví dụ là người ta để là KH01 khách hàng 01 gì đó à, Thì bây giờ chúng ta cũng có thể để kiểu in hoặc kiểu chuỗi. Thì trong trường hợp này chúng ta thử để kiểu kiểu chuỗi ra tức là n để để là mã là 50. Rồi đến cái tên lại n và thì có thể dài đúng không? Thì chúng ta có thể là 250 mã tên rồi à, à, theo mô tả có gì nữa có cái giới tính số điện thoại và loại khách hàng à, giới tính này giới tính à, nam nữ tại để là kiểu in không là nam đi một là nữ ví dụ vậy rồi số điện thoại n ba cha rồi đến gì cái loại ha loại khách hàng n ba cha năm mươi loại hàng là vip và thường. Đã. như vậy ở đây chúng ta có này mã n ba cha nhưng mà ở đây nó nhiều n ba cha quá như vậy thì chúng ta chắc đổi là kiểu in đi cho nó nó không có có nhiều ha hai kiểu in ba kiểu chuỗi đi cũng được nếu như mà có cái năm sinh thì chúng ta có kiểu death time chẳng hạn. Và bây giờ chúng ta chọn cái mã ta làm khóa chính đúng không bấm chuột phải nó chọn là set ramiki À, như vậy chúng ta nhớ ha có tổng cộng là 5 cái thông tin này đó là mã kiểu in này tên kiểu chuỗi này giới tính kiểu in để chúng ta quy định là à, số 0 là nam số 1 là nữ số điện thoại và cái loại khách hàng rồi bây giờ à, chúng ta sẽ lưu nó ha cần internet chúng ta lưu là khách hàng Rồi à, bấm ok về trong cái table này chúng ta sẽ có một bảng đó là bảng bằng khách hàng. Và ra sẽ tiến hành nhập liệu một số khách hàng để chúng ta mở visual lên chúng ta tạo đồ giách, chúng ta test coi có thông tin như thế nào đúng không? một này khách hàng nó là là Đông Tà để tính là nam không đúng không? 0981234567 chín tám một hai ba loại khách hàng là vip hai tay độc giới tính là không là nam số điện thoại là không chín à, gì đó nhập đại vô được chưa Đang là thường rồi ba hoàng dung giới tính là nữ đúng không không chín một nhập đại vô rồi tiếp rồi cái nữa là vương trùng dương À, không đúng không nhập lại vào thôi thường số năm đó là châu bá thông không ha cái hàng thường. thường ở đây chúng ta có là một nữ à, 4 nam. như vậy thì chúng ta sẽ xuất ra là chúng ta có là 5 khách hàng đúng không thì có hai loại giấy tính và có hai nhóm khách hàng đây đây là phần dữ liệu của ta bây giờ chúng ta sẽ mở Visual Studio lên ta vào file new project đặt cho thầy là project tổng hợp br project đi ha br là project tổng hợp quản lý khách hàng ta chọn là WinForm Application OK ha ta chờ cái Visual Studio nó tạo Project xong sau đó chúng ta sẽ tiến hành gì thiết kế giao diện rồi chúng ta kết nối dữ liệu chúng ta hiển thị lên sau đó chúng ta làm các thao tác thêm sửa xóa rồi in ấn được chưa bây giờ chúng ta sẽ sửa cái form này cho nó bự bự lên dụ thông thường là thầy sẽ dùng cái phông chữ là 15 để chúng ta ngó cho dễ ha phông 15 à chỉnh 15 rồi tiếp theo chúng ta làm gì? cái giao diện chúng ta cần có list view và cái thông tin chi tiết đúng không? vậy đây chúng ta sẽ có thứ nhất là à, chúng ta lên kéo một cái à, bà đầu ra trước này. em chọn thầy là dock view, à, dock top, à, dock top đưa lên trên. À. trong đây chúng ta sẽ có một cái label thầy kéo ra. Đây là auto size cái label bên trong này này, auto size để bằng phone đọc Đốc của nó thì chọn là đốc fill. Fill đầy cái panel bên trên. Được chưa? Và trong phần test align thì chọn là center. Khi, uh, label test đó là gì? Chương trình quản lý khách hàng. Đây. chữ chúng ta có thể chỉnh bự lên ví dụ là uh, chỉnh màu đi và một blue muốn bự lên thì chúng ta có thể cho bằng 20 mươi được chưa uh, bằng tru đó chương trình quản lý khách hàng Vậy đúng không? Sau đó thầy kéo tiếp à, một cái panel bên trên. Kéo tiếp một panel vào. Thầy cho là đốc top. Đốc top ha. Để thầy chỉnh màu cho chúng ta dễ nhìn. Nghĩa là phía bên trên thầy chỉnh một màu khác đi. Màu nền. phần uh, background Chọn màu gì đó lật lật để chúng ta dễ so sánh thôi. Dễ phân biệt thôi. Rồi thế dưới là thông tin chi tiết bây giờ thầy cho cái nền khác thì sau đó chúng ta chọn uh, chọn lại nền sau không gì hết đây là thầy uh, tạo cái nền để chúng ta phân biệt thôi nha không gì cái phần này thì muốn đó là uh, cái thông tin chi tiết thì thầy kéo cái Dropbox ra này chúng ta sẽ chọn uh, doc view này cái phần test của nó thầy sẽ chỉnh, chỉnh lại đó là thông tin chi tiết khách hàng Yeah. vậy đây chúng ta có gì thứ nhất là à, mã này đây tên này đúng không à, rồi giới tính này rồi số điện thoại tôi kéo cái tôi ra ha. mã tên giới tính chúng ta chọn là gì radio bút tông là phù hợp nhất đúng không giới tính này nam nữ và cái số điện thoại rồi có cái bút tông như là tả mới này đúng không rồi lưu này rồi xóa này Ta kéo phông một bự ra cái phông này bự bự ra ha Xong dưới cùng này chúng ta có gì? Ta kéo một panel. Chỉnh panel bên dưới bây giờ thầy cho là doc fill à, chỉnh doc fill. Thầy cho màu khác để chúng ta dễ phân biệt. Thì back color. Để chỉnh cái màu à. Chỉnh đại cái màu này đi. Ok chưa? Yeah. Kéo cái list view ra. Kéo list view ra này trong review này chúng ta sẽ chỉnh là dock view à chắc là chúng ta à, cần có thêm một cái radio à, cần có một cái drop box trước kéo drop box ra drop box này chúng ta sẽ chọn dock view này vậy chúng ta sẽ ghi thông tin này đó là um, danh sách khách hàng làm chưa em kéo một cái review vào bên trong rồi trong đây chúng ta phải chỉnh cái đốc fill cho list view này. Đốc view Đó. Ta chỉnh cái cột gì chúng ta vào column. Để nhập một số cột như sau, Đấy là cột là à, số thứ tự này. Mã này. Tên này. dạ Số điện thoại. Giới tính gì đó. Rồi ta bây giờ tiến hành đặt tiêu đề nó như sau đó là à, số thứ tự mã tên để khoảng 150 đi cho 200 luôn giới tính để cho trăm cùng là số phone à, cái số phone để khoảng 150 là mình nghĩ là số phone rồi chúng ta bấm OK ha, bấm OK. Sau đó chúng ta uh, thiết lập một số cái thuộc tính khác như vậy là full round select bằng true này, read line bằng true này, được chưa? Rồi hai selection bằng phone này và cuối cùng dưới này chúng ta nhớ cái chỉnh cái thuộc tính đó là view chúng ta chọn đi theo. Đó vậy chúng ta có này số tự, mã, tên, giới tính, số điện thoại, được chưa? Ở à đây chúng ta chỉnh bên trên tiếp là có gồm có những gì đây thì nhất là cái mã này tên này giới tính này phone này ta sắp xếp này đúng không bôi đen chúng ta vào format ở line led cái này là chúng ta gọi là nam rồi nữ ở đây như vậy. Ở đây xét vào ha. Bây giờ chúng ta là tạo mới này. Lưu này. Xóa này. Bây giờ chúng ta à, thêm một cái nút nữa là chúng ta cho phần in ấn đi đúng không một tông để là phần in ấn in danh sách. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể gì tạo thêm một menu để chúng ta có thể uh, bổ sung chức năng tìm kiếm hay làm gì đó tùy. Đó. Thì để giới hạn trong cái cái phần uh, thời gian cũng như là phần uh, demo cái chương trình này thì chắc là thầy để cho từng này chức năng thôi ha. Chúng ta là thêm lưu, sửa xóa, thêm chi tiết in ấn là đủ rồi. Còn chức năng tìm kiếm thì chúng ta có thể bổ sung thêm một nút. Ha? Chúng ta làm tìm kiếm. Rồi cái tiêu đề form chúng ta chỉ có đây là chương trình quản lý khách hàng à ta thiếu loại khách hàng nữa rồi đúng không trong mô tả người ta có gì người ta có là loại khách hàng mà chúng ta thiếu cái loại khách hàng người ta sửa lại giao diện gì nữa đây cần có thêm một loại khách hàng để kéo cái form bự ra ha ta bổ sung thêm nào à, kéo ra này ta muốn kéo động ra thì nhấn vào nó rồi nhấn escape để nó ra cái cha nó để chúng ta kéo động ra vậy ở đây chúng ta à, nên bổ sung thêm một cái gọi là cái loại loại khách hàng thì đây thầy sẽ dùng à, à còn bao bóc đi ha ta sẽ dùng một cái còn bao bóc này thì còm box này mặc định là chúng ta sẽ có à, khách hàng vip khách hàng thường vậy chúng ta vào còn bốc tôi nhập luôn này vào ai nhập hai dòng ha đó là vip và thường nhận chưa? vip và thường để chúng ta có hai khách hàng như vậy à, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ à, tiến hành chúng ta đặt tên cho các kênh trôn đầu tiên là chúng ta vào cái phần mã này nhấn vào mã ha Tôi chọn đó là t t mã tên t t tên rồi đến giới tính này rd nam radio nam đến nữ ha nữ rồi số điện thoại đó là t t phone loại khách hàng combo loại khách hàng bút tông là btn tạo mới ta mới đơn thuần chỉ là xóa dữ liệu trên giao diện đi thôi để cho người ta nhập mới lưu là BTN lưu, xóa là BTN xóa và cuối cùng là chúng in ấn là BTN in. được chưa? À, chúng ta có thể bổ sung thêm cái hình ảnh cho các bút tông này. Bây giờ ta nhớ là trong bài người ta yêu cầu là phải hiển thị được cái gì biểu tượng theo cái giới tính đúng không ở đây có hai giới tính là nam và nữ như vậy thì à, chúng ta cần uh, lên uh, google chúng ta search là hai hình nam nữ đồng thời chúng ta có thể thêm mấy cái hình là uh, tạo mới này lưu xóa in ấn để chúng ta nhìn cho nó đẹp đẹp chút xíu ha chúng ta vô đây à, vào google chúng cơm vào cái image chúng ta search đó là à, uh, woman chấm biển gì ta nhớ vào uh, Stone Sai Sackley bị tôi chọn là 16 này đối tượng của mình đây ha Ta lấy này của mình Rồi ta lưu vào máy ta Sell Image S Ví dụ bây giờ Ta lưu vào desktop Ta lưu thư mục đó là Cái hình Ta lưu vào đây ha à, G này Sell Và chúng ta sập thêm một ống nữa Đó là một cái Men Đủ tượng Men là đàn ông đúng không bây giờ chúng ta có à, biểu tượng này, đàn ông đây rồi ta lưu men ok tiếp tục chúng ta có gì biểu tượng thứ nhất đó là, là ừ, tạo mới này lưu xóa in mấy này chắc chúng ta cho bự bự lên à, chọn khoảng là 32 ha à, đó là sợ đó là new rea new chỉnh nha kích cỡ đây đó là khoảng 32. Ok. Rồi ta thấy biểu tượng new này không? Rồi ta lưu ha. Là tạo mới. Đến cái lưu là nó ta là sale ha. Rồi tạo biểu tượng sale. Lưu này. Chọn là sale. Tiếp theo là đến uh, xóa, chúng remove đã lấy biểu tượng xóa đã, như phải, Đó, muốn cho phải Xeo nó là xóa Cuối cùng chúng ta có Một cái biểu tượng đó là in ấn đúng không Chúng ta là Print Biểu tượng máy in người ta lưu Print này cần ha? Rồi ta quay lại giao diện Chúng ta à, đưa các thông tin vào như sau Thứ nhất là phần à, tạo mới này À, chúng ta sẽ vào phần uh, email đúng không? Ta tìm tới cái hình ảnh chúng ta vào chỗ desktop. Hình này. Hình tạo mới. Đây. OK. OK. Bây giờ chúng ta muốn là cho cái hình này nó nằm bên... Uh, nằm bằng trước này. Chữ đằng sau. Thì ở đây chúng ta kéo cho bự bự ra để chúng ta dễ ngó ha. Để tạo mới này. Đây. Cái chữ chúng ta cho gì đây test align thì nó chỉnh là là phần right đi. Rồi. Tương tự đến phần lưu này. Chúng ta sẽ chọn là uh, email ta chọn đến cái phần uh, lưu. Ok ha, ở bên ổ bình ha. Rồi ok. Rồi chỉnh nhá. Uh, chữ bên này chúng ta chỉnh là right này. Còn cái hình chúng ta mình bên led, rồi à, đó là tạo mới và lưu, xóa tương tự vậy ha, xóa chúng ta sẽ uh, chọn cái email, em sẽ chọn đến cái hình đó là uh, cái hình xóa, ok chưa, chọn xóa này, tương tự như vậy chúng ta cũng chọn gì, uh, cái test online chúng ta để bên right và cái email online ta để led, cuối cùng cũng phần in ấn. Vào IMAGE email e chọn cái hình in ấn ok ha ok à, chúng ta cũng cho gì cái test align nó bằng right và image align chúng ta chọn left ok chưa bây giờ chúng ta cho kích thước bằng nhau cho đẹp cũng được cho bôi đen hết ta lấy cái tạo mới này làm gốc tức là chúng ta click cho vào cho thành màu trắng còn mấy cái màu đen hết đúng không ta format maximize size bold rồi. Nó giãn ra nó xấu quá thì chúng ta có thể cần chọn Z đi. Ta kệ nó đi. Ta phọc mát. Ở like chọn là top được rồi. Rồi chúng ta lại căn lại cho nó nó đều. như vậy gọi là tạo mới ha. Lưu xóa in ấn như này đây. Rồi ta lưu. Bấm lưu ha. À, kiểm tra lại các tên control. Mã đặt rồi tên. Giới tính này. Số điện thoại. Bút tông view chưa đặt, chúng ta đặt là LV. Khách hàng. Bây giờ chúng ta chạy lên chúng ta ngó coi ha, ta bấm start coi. Ở đây mới phần giao diện thôi, chúng ta chưa tương tác cơ sở liệu. chạy lên xem ha. Đây chúng ta có một chương trình như thế này. Thông tin chi tiết này. đã Mã tên gì gì đó. Giới tính Bây giờ chúng ta tải dữ liệu lên trước ha, mà chúng ta nhớ là gom nhóm được chưa? Rồi chúng ta tiến hành à, chúng ta phải đưa thêm hai cái hình gì? Hình nam và nữ vào đúng không? Thông qua email list mà chúng ta đã học các component đó. Để chúng ta hiển thị uh, theo cái hình ảnh của cái giấy tính. Bây giờ chúng ta sẽ gì? Kéo cái email list trong nhóm component kéo ra này. Bổ sung hai hình Hả? bấm vào bút tông image này chọn hai cái hình đó là g và men á vậy thì gái là số 0 nam là số một à ta có thể đổi vị trí ha ta có thể đưa men lên ta quy định đó là không là men một là nữ dạ yeah, ok rồi chúng ta cần gán gì ta chọn cái list view này này chúng ta gắn emilit cho cái list view này ha. và chúng ta sẽ tìm đến cái chữ là emilit nhấn vào list view trước sau đó tìm đến cái nhóm emilit ha à, small emilit này chúng ta gắn cái emilit và cái phần gì là emilit chúng ta gắn cho nó ha đây chọn thấy này rồi gắn hai cái emilit cùng chọn tới cái emilit một là xong thôi